Xin chào tất cả quý bạn. Thưa quý bạn, hôm nay thuộc bài 12, lớp phận căn bản. Nội dung bài này gồm hai phần. Thứ nhất thì hiện tại Atmanepada của động từ thematic. Thứ hai là thí dụ về trực bổ cách. Bài học gồm hai phần. Phần A, bài giảng tại lớp. Phần B, tài liệu học tập. Tập 1, bài 4 và bài 10. Bài giảng tại lớp gồm 3 phần. Thứ nhất, thì hiện tại Atmanepada của động từ thematic tức là thuộc 4 nhóm 1, 4, 6 và 10. Thứ hai là chức năng của trực bổ cách và thí dụ. Thứ ba là học về tam quy. Bài 12 tương đối dài, cho nên chia làm hai để cho dễ chuyển tải đi. Đây là phần 1, tức là bài 12.1. Nói một chút về thể chủ động của động từ. Trong tiếng Phạn, một động từ có thể ở thể chủ động hay thể thụ động. Riêng về thể chủ động thì một động từ có thể ở thể chủ động, tiếng Phạn là Parasamaipada, tiếng Anh là Active, hay ở chủ động tự kỷ, tiếng Phạn là Atmanepada, tiếng Anh là Middle, hay cả ở cả hai thể chủ động và chủ động tự kỷ, tiếng Anh là Ubhayapada. Thể chủ động Parasamaipada có nghĩa là cái người thực hiện hành động đó để kết quả cho kẻ khác. Còn ở chủ động tự kỷ, Atmanepada là người thực hiện hành động đó, kết quả cho chính bản thân họ. Bây giờ ta học thì hiện tại Atmanepada của động từ thematic, tức là 4 nhóm 1, 4, 6 và 10. Trước hết ta xem phần đuôi. Tùy thuộc vào số ít, số nhiều và ngôi nhất, ngôi nhì hay ngôi ba, ta có đuôi như sau. Ngôi nhất, số ít, số nhiều, đuôi lần lượt là ý, vahe, mahe. Ngôi nhì, đuôi số ít, số nhiều, lần lượt là xế, y thế, đưa hơi về. Và ngôi ba, số ít, số nhiều, đuôi lần lượt là tế, y tế, an tề. Và ngôi thứ của hiện tại của loại thematic này theo quy luật như sau: thân cộng a cộng đuôi. Và phép cộng này phải tuân theo các quy luật sau đây. Thứ nhất, khi đuôi bắt đầu bởi V, ở đây tức là Vahe, hay là đuôi bắt đầu bởi M, ở đây là Mahe, thì A thêm vào trở thành A cộng A, tức là A dài, trước khi thêm đuôi. Còn khi đuôi là Ante, Ante, thì A thêm vào mất đi. Ngoài ra, khi thêm đuôi vào thì phải tuân theo quy luật hợp âm. Ở đây là hai quy luật như sau. Thứ nhất, A cộng A bằng A dài. Thứ hai, A cộng Y bằng E. Các quy luật này ở trong tập 1 bài 6. Và về sau cần học thuộc cái bản hợp âm trong bài 6. Thí dụ, xem động từ ni, nhóm 1, najati, dẫn. Thì thân hiện tại ở đây là nai. Và thì hiện, do đó thì hiện tại Atmanepada áp dụng những quy luật bên trên, ta sẽ có như sau. Thứ nhất, ngôi 1, số ít, thân là nai,
cộng A cộng đuôi Y. A cộng Y là bằng E, cho nên là Na Ye. Ngôi một, số 2. Thân là Nai. Bây giờ đuôi là bắt đầu là V, cho nên A cộng vào thành AA. Như vậy ta có là Nai cộng A cộng A cộng Vahe. A cộng A bằng A dài, cho nên ở đây là Naya Vahe. Qua ngôi 3 cũng tương tự. Nai cộng A cộng A cộng Mahe, cho nên trở thành Naya Mahe. Bây giờ ta xét ngôi 2. Số ít, thân là Nai cộng A cộng đuôi C, cho nên ta có Naya C. Qua ngôi 2, số 2. Thân là Nai cộng A cộng đuôi Y thể. A cộng Y bằng E, cho nên ta có Na Ye thể. Qua ngôi 2 số nhiều. Thân là Nai cộng A cộng đuôi Đ hơ vế, cho nên ta có Na Ya Đ hơ vế. Và qua ngôi 3 số ít, thân là Nai cộng A đuôi là T, cho nên ta có Na Ya Tê. Qua ngôi 3 số 2, thân là Nai cộng A cộng đuôi là Y tê. A cộng Y bằng E, cho nên ta có Na Ye tê. Qua ngôi 3 số nhiều, đuôi là An tê, cho nên A thêm vào mất đi. Vậy ta chỉ còn thân là Nai cộng đuôi An tê, cho nên ta có Na Yan tê. Tóm lại, với động từ ni thì hiện tại Atmanepada ta có ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3 ứng với suýt xoay số nhiều lần lượt là Naye, Nayavahe, Nayamahe số 2, Nayase, Nayethe, Nayathve ngôi 3, Nayate, Nayete, Nayante. Bây giờ ta học về chức năng của trực bổ cách. Trực bổ cách dùng để làm túc từ trực tiếp cho động từ, tức là làm đối tượng trực tiếp cho động từ hay làm tân ngữ cho động từ. Thí dụ câu Upadhyaya yaha padantam pasyati. Hòa thượng thấy đại đức. Trong này tôi đã phân tích ngữ pháp rất kỹ, các bạn cần chú ý. Từ nào ở chủ cách, từ đó làm chủ từ hay chủ ngữ của động từ thấy. Và từ nào ở trực bổ cách thì từ ấy sẽ làm đối tượng cho động từ thay. Các bạn cần phải hiểu cho rõ. Một thí dụ khác. Upadhyayam padantaha pasyati. Đại đức thấy hòa thượng. Thì trong câu khi các bạn học, các bạn so sánh câu A với câu B này, sẽ thấy có sự chuyển chủ cách từ từ nào qua từ nào và sự chuyển trực bổ cách từ từ nào qua từ nào. Phải phân tích cho kỹ để hiểu cho thật rõ. Cũng xin nhắc lại rằng trong một câu phạn văn thì thứ tự các từ không quan trọng, mà mối liên hệ ngữ pháp giữa các từ mới là cái quyết định nghĩa của câu.